không khó để gặp những em nhỏ đi chơi cùng bố mẹ, ông bà tại khu di tích đền Trần Nam Định. Trong khi ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch nơi đông người, thì các em lại được cho đi chơi vô tư như thế này. Là các cháu đã được nghỉ học và tới trường hết tháng 2 này. Nên là nhà không ai trông, với lại cho cháu đi chơi ở đường là nó không được an toàn lắm. Nên là cho cháu đi lễ chùa để cầu bình an này. Cũng biết được cái thông tin năm nay là các đền chùa rồi các nơi tụ tập đông người đã hạn chế rất là nhiều. Nên là mình nghĩ là cũng ít người nên là mới cho các cháu đi. Chứ nếu mà đông như hàng năm thì chắc là không dám cho đi. Dù khá vắng nhưng không lúc nào không có khách. Tuy nhiên, phải đến trên nửa số khách đến đây không đeo khẩu trang. Hơn thế, nhiều người còn chủ quan khi nghĩ rằng dịch bệnh còn đang ở rất xa. Tôi không quen đeo khẩu trang. Ở nhà thường xuyên tôi cũng không đeo khẩu trang. Tôi rất ít đeo khẩu trang. Thì kể cả nói rất nhiều người bảo là mạng con virus và xâm nhập đến rất nhiều người bảo là cứ hoang mang vậy. Mà tôi cứ bình tĩnh, tôi chưa hái sợ. Vùng nào dịch thì mới sợ. Nói chung là còn chưa về đến đây, chưa dịch đến đây thì nói chung là mọi người thì cũng nghe vẫn bình thản, bình thường. Vẫn nói chung là chị cũng chưa lo lắng lắm. Lúc nào cũng có người đi lễ đầu năm, nhiều người không đeo khẩu trang phòng chống dịch. Thậm chí vô tư chụp ảnh cho con nhỏ. Dường như lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh chưa đến được với nhiều người.